Xin chào tất cả các bạn đến với lại bài giảng online Hoàng đế nội kinh tố vấn của Thái Linh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào chương 31 là Nhật Bệnh Thiên. Thì khi nói về chương này thì ý nói là sẽ nói về bệnh nhiệt. Thế kinh văn, Hoàng đế hỏi: phàm bệnh nhiệt phần nhiều cùng một loại với thương hàn, hoặc có người khỏi hoặc có người chết. Người chết phần nhiều ở trong vòng 6 7 ngày, người khỏi đều 10 ngày trở lên là vì sao? Kỳ bá thưa rằng: Cự Dương, tức là Túc Thái Dương bàng quang, là một nơi hội tụ của mọi khí dương. Mạch của nó liền ở phong phủ, liền với phong phủ, cho nên nó chủ khí cho chư dương. Người ta phạm phải hàn tà sẽ phát bệnh nhiệt. Nhiệt dù lặn cũng không chết. Nếu lưỡng cảm về hàn, thời thì khó sống. Hoàng đế lại hỏi: xin cho biết rõ. Kỳ bá thưa rằng: thương hàn ngày thứ nhất cự dương phải chịu, cho nên gây ra chứng nhức đầu và cứng nhức cổ gáy, yêu tích tức là ngang lưng và đường xương sống cứng đơ, tức là nhập vào kinh Thái Dương bàng quang. Ngày thứ hai kinh Dương Minh phải chịu, tức là Dương Minh chủ về nhục, mạch của nó qua mũi tràng lên mắt, đi lên mắt, cho nên gây ra chứng mình nóng, mắt đau, mũi khô, không làm được. Sang ngày thứ ba kinh Thiếu Dương phải chịu, Thiếu Dương chủ về đởm, mạch của nó vòng qua sườn trườn lên tai, gây lên chứng hung hiếp đau mà tai tiếc, tức là lúc này nó rơi vào cái bán biểu bán lý. Vì kinh lạc của ba kinh dương đều mắc bệnh mà chưa phạm tới tạng, nên có thể phát hãn cho khỏi. Sang ngày thứ tư kinh Thái Âm phải chịu, mạch của kinh này truyền khắp trong vị tràng lên cuống họng, cho nên gây ra chứng bụng đầy và khô họng. Lúc này bắt đầu phạm vào vị, vào vị là chúng ta ăn uống sẽ kém. Sang ngày thứ năm kinh Thiếu Âm phải chịu, mạch của kinh này xuất thận tràng lên phế, buộc vào cuống lưỡi, cho nên gây lên chứng miệng ráo, lưỡi khô mà khát. Sang ngày thứ sáu kinh Quyết Âm phải chịu, mạch của kinh này vòng qua âm khí mà tràng lên can, cho nên gây chứng phiền mãn và lang xúc, tức là thận lang co rúm lại. Tam âm, ba dương, năm tạng, sáu phủ đều mắc bệnh. Vinh vệ không lưu hành, năm tạng không giao thông, thời sẽ chết. Thời sẽ chết. Nếu không lưỡng cảm vì hàn, qua ngày thứ bảy, bệnh cự dương sẽ giảm, chứng nhức đầu hơi bớt. Qua ngày thứ 8, bệnh Dương Minh sẽ giảm, mình nóng hơi bớt. Qua ngày thứ 9, bệnh ở kinh Thiếu Dương giảm, tai điếc, hơi nghe tiếng. Qua ngày thứ 10, bệnh ở Thiếu Âm giảm, bụng xẹp xuống như cũ, nên đã nghĩ đến sự ăn uống. Qua ngày thứ 11, bệnh ở kinh Thiếu Âm giảm, chứng khát khỏi và bụng khỏi đầy. Qua ngày thứ 12, bệnh ở Quyết Âm giảm, thận lang lở ra, thiếu phúc, đẹp lại, đại khí tiết ra hết, rồi các chứng khỏi dần. Thế thì cái kinh văn này thì ý nói rằng là nói về cái quá trình truyền nhiễm bệnh bệnh tà từ ngoài vào, và nó đi theo theo thứ tự của các kinh mạch. Và cái này chúng ta dùng trong, đặc biệt là trong thương hàn, ta dùng rất là nhiều. Hoàng đế lại hỏi về phương pháp điều trị thì nên thế nào? Kỳ bá thưa rằng: về phép điều trị cần phải làm cho tạng mạch lưu thông, bệnh sẽ bớt dần. Hoàng đế hỏi: chứng nhiệt đã khỏi mà có khi lại còn sót không dứt hẳn là vì sao? Kỳ bá thưa rằng: sở dĩ còn sót không dứt hẳn đó là vì lúc
đương nóng nhiều mà cố gượng ăn uống nên mới sót lại như vậy. Vì lúc bệnh đã giảm, nhiệt chưa dứt hẳn, nhân cốc khí áp bách hai thứ nhiệt hợp lại nên mới lại phát bệnh. Nên điều trị như thế nào? Xét cho rõ hư thực, điều hòa sự thuận nghịch sẽ khiến cho khỏi được. Nhiệt bệnh nên kiêng cấm gì? Nhiệt bệnh mới khỏi, ăn thịt thời bệnh lại hồi phục, do đó phải cấm. Về bệnh lưỡng cảm, vì hàn mạch ứng với bệnh hình như thế nào, sở dĩ gọi là lưỡng cảm. Ngày thứ nhất, thái dương với thiếu âm đều mắc bệnh, có những chứng đầu nhức, miệng khô và phiền mãn. Ngày thứ hai, dương minh với thái âm đều mắc bệnh, có những chứng bụng đầy, mình nóng, không muốn ăn, nói mê làm nhảm. Ngày thứ ba, thiếu dương với quyết âm đều mắc bệnh, có những chứng tai điếc, mang xúc và quyết, không thể nhỏ được một giọt nước vào miệng, bất tỉnh nhân sự, tới ngày thứ sáu sẽ chết. Hoàng đế hỏi, năm tạng đã thương, sáu phủ đã thông, vinh vệ không dẫn. Bệnh như vậy 3 ngày đã chết là vì sao? Thì bá thưa rằng, dương minh là một thứ mạch đứng đầu 12 kinh, huyết khí đều thịnh, tức là đa khí đa huyết đấy, giờ vị khí tuyệt nên bất tỉnh nhân sự mà chết. Phàm mắc bệnh thương hàn mà lại xoay sang bệnh ôn, đó là bệnh phát sinh trước ngày hạ chí thời, là bệnh ôn. Nếu bệnh phát sinh sau ngày hạ chí là bệnh thử. Bệnh thử lên để cho có mồ hôi, thử tà sẽ cùng mồ hôi mà tiết ra, đừng hãm mồ hôi lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của thầy. Mọi người vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo.